Sẽ mở cái bộ xe 2020 Bolero. Thì cũng nói sơ là cái dòng Bolero này á, nó đã xuất hiện từ năm 2012, 2013. Thì bây giờ nó quay trở lại mang cái tên Bolero, nhưng mà những cái mẫu xe thì nó không có đúng cái chủ đề của Bolero. Đầu tiên mình sẽ mở con Bonshaker này ra. Cái này nó được thiết kế là dòng xe premium luôn. Thì hiện tại mới chỉ có 5 mẫu, không biết là nó sẽ đi theo từng chủ đề hay là theo một cái series dài mấy chục xe luôn. Thì hiện tại ở đây đang có những con số rất đơn giản, chỉ từ 1 tới 5 mà thôi, không có số 1 trên 5, 2 trên 5 gì hết. Thì mình nghĩ nó sẽ là một bộ xe mang con số tổng là lớn, ví dụ như 30 hoặc 40 gì đó. Thì đầu tiên, đối với những chiếc xe thuộc dòng premium gần đây Hot Wheels làm á, là thân gầm đều bằng kim loại hết, bánh cao su, thiết kế rất là đẹp. Cái này thì không 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 nói được, các bạn phải cầm lên tay, cầm trên tay các bạn mới cảm nhận được nó đẹp như thế nào. Còn ở đây qua hình ảnh chụp, qua video clip đăng thì không thể nào mà diễn tả được mỗi người một cảm xúc. Rồi chiếc xe 2 Nissan Skyline R33. Thì mình cui kẹt chỗ này nè, rồi để mình giữ lại luôn, mình giữ lại cái kẹt được, nó rất là đẹp nè, rất đẹp, mình để lại làm kỷ niệm. Ơi, bánh xe Nissan lên cái bánh xe này lên cái mẫu Nissan nó tương đối hợp lý. Tất cả mấy mấy cái mẫu Nissan vừa qua lên bánh này hợp lý. Năm sau thêm một mẫu Nissan R34 nữa sẽ xuất hiện trong Red Line Up màu tím, mở nắp capo. Còn cái này là nó chỉ là thiết kế đơn giản theo cái tên của Nismo. Thì Nissan với lại Nismo là tác làm ăn với nhau. Nào, Volkswagen T1 Panel Plus, mẫu này như các bạn cũng đã biết, bây giờ rất là nhiều người săn lùng lại những cái chiếc xe Pop Culture hồi 20 hai mười mấy luôn, cũng có những ngon này. Đây, tem 2x7 Outlaw thì nó chung với con Boss đợt nào mới gần đây thôi, cũng tem này luôn. Thì bộ xe này được sản xuất ở Thái Lan, Outlaw rất đã, phụ nguyên con bóng con này độ rất là đã nha, tại vì diện tích nó lớn. Trên đây là để được nguyên một cái hình những con bự 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 này, độ đã, độ trên đây thôi, còn bên hông nó là cửa nhiều lắm, bên đây cửa nhiều, nó khớp nhiều quá, nhiều cái đằng án, cho nên là đơn giản, hai bên hông độ đơn giản. Cái này nè, hai bên hông này, rất đơn giản, chỉ có một sọc thôi. Rồi, chiếc số 4. Chiếc số 4 là 67 Camaro, một trong những chiếc xe hot nhất lịch sử Hot Wheels. Nó chỉ như là đứng thứ hai thứ ba gì đó sau con rất bớt. Đây
rất đẹp. Màu vàng đồng kim tuyến, và đặc trưng cái mẫu này được làm từ những cái khuôn mà những năm đầu tiên của Hot Wheels, là cái cửa nó không có cái nấm, giống như là không có cửa, nhưng mà ở đây có cái tay nấm. Rồi những chiếc xe 67 Camaro này nữa, nó sẽ có một cái variant cái tay nấm và cái chốt cửa nữa. Cho nên là nếu bạn nào mà sưu tập 67 Camaro thì các bạn hãy để ý chỗ đó. Thêm cái nữa là mở nắp capo. Thì bên trong cái khuôn này đó là khuôn cũ, cho nên là cái độ chi tiết của cái máy nó không có nhiều, và cũng không có sơn cái máy, chỉ là có cái máy thôi. Rồi chiếc cuối cùng, 83 KV Silverado 4.400. Thì cái mẫu bán tải ở bên Mỹ nó rất là được ưa chuộng ngoài đời thật, cho nên những chiếc xe bán tải này á, nó có một cái sức hút của những nhà sưu tập, và đặc biệt là những chiếc xe lớn lớn Mỹ rất khoái những xe bự bự. Từ trên cái chiếc xe bán tải nó không có gì đặc biệt hết, chỉ là khả năng vận hành rồi khả năng chở hàng thôi, các bạn thấy không, không có gì, rất đơn giản, tem cũng đơn giản, nó chủ yếu là nó bự, ngồi thoải mái, chở hàng nặng, rồi vận hành trên những cung đường khó khăn nó tốt hơn. Đây, đây là 5 chiếc xe đầu tiên của bộ Bolivar. Thì nó lấy mẫu đa dạng. Nhưng mà những chiếc này mình chạy trên đại lộ thì được hết đó. Chiếc Bonsucker cũng chạy được trên đại lộ. Bolivar là đại lộ. Và hy vọng là những cái bộ sau á, Hot Wheels sẽ đưa ra những chiếc xe mà trên chạy trên đường phố nhiều hơn, rồi những chiếc xe thật nhiều hơn. Thì hiện tại đây là có 4 chiếc xe thật và chỉ cái chiếc này thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.